Có nên đầu tư vào phân khu The Victoria hay không? Sau đây sẽ là phần chia sẻ dựa trên góc nhìn của Vượng Len. Anh chị có thể tham khảo để có thêm thông tin cho phần quyết định của mình. Như chúng ta đã biết, phân khu The Victoria là phân khu cuối cùng ở Vinhome Smart City. Nên là động lực tăng giá tiếp cũng như là tăng nhiều là điều khó xảy ra trong một thời gian ngắn. Còn về lâu dài thì là vẫn tăng rồi. Vì Vinhome Smart City thì còn nhiều cái yếu tố về hạ tầng, tiện ích là chưa hoàn thiện. Và giá bán hiện tại thì cũng đang ở mức cao, nên là lợi nhuận khi mà đầu tư thì sẽ không thể nhiều được. Như anh chị có thể thấy là các khu cũ như là các khu Sapphire sẽ tăng khoảng từ 60% trở lên. Và quá nhiều căn thì còn tăng gấp đôi hoặc là hơn thế nữa. Nhưng mà đó là những câu chuyện của những anh chị đã mua những từ những thời điểm năm 2018 cho đến 2019 và 2020, gọi là cũng cách đây khoảng 4 đến 5 năm rồi. Và những anh chị đó thì đã mua ở Smart City từ những lúc mà tiện ích thì chưa có gì, nhà thì chưa hiện hữu. Còn bây giờ Smart City thì đã đẹp hơn trước rất là nhiều rồi, thì câu chuyện đầu tư sẽ không thể đem lại lợi nhuận nhiều được như trước nữa. Và giá bán ở thời điểm hiện tại là cũng cao rồi, không còn được mềm được như trước nữa. Và nên là anh chị nào mà mua đầu tư kỳ vọng lợi nhuận tăng giá trong một thời gian ngắn thì chúng ta cân nhắc. Còn với những anh chị nào mà mua đầu tư dài hạn hay là dùng để cho thuê hay là mua để ở thì chúng ta cần cân nhắc xem là vị trí dự án, rồi phân khúc sản phẩm và tiêu chuẩn bàn giao thì đã phù hợp với tiêu chí mình mua nhà hay chưa.